rồi, nói đi bạn. Xin chào, chào mọi người. Hôm nay là buổi phát mì trong mùa chay cuối cùng của binh đoàn chúng tôi. Trước hết chúng con xin gửi lời chân thành cảm ơn đến cha thánh chứ, cha phó sứ, vị trong ban hành giáo và tất cả các vị ân nhân gần xa đã hỗ trợ chúng con trong công việc này. Và xin Chúa chúc lành cho mọi người, đặc biệt các vị ân nhân gần xa đã cộng tác với chúng tôi bằng tinh thần, đặc biệt là bằng vật chất để chúng tôi thực hiện công việc bác ái của chay. Xin Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các quý vị và gia đình được cả đầy bình an, dồi dào sức khỏe. Và chương trình phát bánh mì miễn phí sẽ được tiếp tục thực hiện vào Chủ nhật thứ nhất của vòng 3 tháng 12. Xin hẹn gặp lại quý vị và xin chân thành cảm ơn và kính chào. Nghe lại được không? Không nghe lại được.